Đấy thì hôm trước thì anh em đã học về cái hình vuông rồi. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục chọn cái một vài cái khía cạnh về hình vuông tiếp theo. Thì anh cứ làm thử cho các bạn xem thôi. Ví dụ như chúng ta căn chuẩn N, anh sẽ chọn là print và anh chọn là A4 và anh chọn ở đây. Như vậy. Sau sau khi đã làm xong cái tính năng đối tượng này thì người ta có một cái cách, đó là một cái hình, các bạn có thể vẽ một cái hình ô vuông. Sau khi chọn rồi hình ô vuông xong thì mình nên chọn một cái màu nó cụ thể. Sau khi chọn cụ thể xong thì chúng ta sẽ ấn vào cái lệnh là Ctrl C và Ctrl F. Chúng ta có thể thu nhỏ xuống một chút xíu như này, chọn vào cái hình màu trắng. Thì theo thông lệ bình thường người ta dùng cái lệnh chia bằng Object, chọn vào Path và chọn vào Shape Intro. Thì lúc này chúng ta sẽ chia cái đối tượng này theo chiều nằm ngang, và cũng tương tự như vậy chúng ta sẽ chia đối tượng theo chiều nằm dọc. Tôi sẽ sổ ra này một chút xíu cái này. Đó, em nhìn nhá. Ở đây gute chính là khoảng cách giữa các ô vuông. Cái này cũng tương tự như vậy. Nhìn không? Tất nhiên nếu mà em làm cái này nó rộng quá thì nó sẽ không đẹp, mà hẹp quá thì nó cũng bị dấp dính, nên nhìn nào cho vừa phải, nhưng khoảng cách giữa các ô vuông này đừng có xa nhau quá là đẹp. Okay. Sau khi làm xong thì chúng ta sử dụng một cái chiêu thức rất là hay, đó là công cụ Effect, chọn vào Style và chọn vào Round Corner, chính là vo góc cho đối tượng. Thì khi em chọn vào đây xong thì ở đây nó sẽ có một hiệu ứng tự vo tất cả những đối tượng đấy. Đấy thì cho nhanh. Đấy, và tất nhiên là tôi vo ít thôi. Nhớ không? Cái giá trị thứ hai tôi ấn vào Ctrl G. Tất nhiên ấn vào Ctrl G để em gì? À, tôi vất ra ngoài. Ctrl C, Ctrl F và tôi sẽ thu nhỏ lại một chút xíu và tôi chọn vào cái màu vàng. Thì tôi đã nói cho bạn biết rồi là nguyên tắc khi mà làm thì đừng bao giờ tin vào lệnh. Hãy tin vào những cái đường dẫn mình đi. Bởi vì nhiều lúc bạn ấn đâu có được đâu. Xong lúc đấy ngồi có thể là nói, ôi không biết là trước anh Khánh dạy em thế mà em không làm được. Đúng rồi, bởi vì bạn không bao giờ nghe cái phần thứ hai của tôi. Tóm lại nhiều lúc máy tôi cũng không tin máy tôi, mà tôi phải tin vào cái đường dẫn tôi đi bằng chuột. Nên các bạn nhớ một điều rằng là chúng ta chỉ tin vào cái đường dẫn bằng chuột thôi. Nhìn không ạ? Nào theo, để muốn cho đối tượng này chui vào cái đối tượng này thì chụp cái màu vàng xuống lên trên, cái màu trắng xuống dưới. Chúng ta dùng lệnh Alt Can C thì ngay tức hình nó sẽ tự chui vào. Sau khi vào chui vào thì chúng ta dùng phím A thì chúng ta tích vào đây một điểm, thì các bạn sẽ thấy là ở đây nó có cánh cái đòn, thì chúng ta bẻ cái này xuống một chút xíu, em nhìn chưa? Ok, cũng tương tự như vậy chúng ta sẽ bẻ cái này nó giống như Aero Window đấy. Hệ thống Win, Win nó có một cái kiểu này. Đấy, có lẽ chúng ta sẽ tạo ra những cái bố cục nó hơi khoai một tí. Cái này bảo một người thường mà vi vẽ cái này chắc là bó tay luôn. Đố em xếp mà đều nhau mà được thêm hút theo độ hút này, này. Em chỉnh cái này này không được cái này. Nó vẫn bị vênh. Tôi đảm bảo cho bạn luôn, bạn chỉnh từ giờ ăn sáng. Không bao giờ được chuẩn chỉnh được như cái này. Và sau khi làm xong thì đối tượng tồn tại dưới dạng group, tồn tại dưới dạng hiệu ứng của Alt Can C, nên chúng ta phá vỡ định dạng nó ra bằng Object, chọn vào Flatten Transparency. Thì lúc này cái hiệu ứng sẽ được phá vỡ định dạng. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Sau khi làm xong chúng ta chọn Alpha và chúng ta ấn OK thì tự khắc đối tượng này, sau khi phá vỡ thì đối tượng này tồn tại dưới dạng group. Chuột phải, các bạn nhìn đây. À, tôi cũng chả cần hơi đâu mà tôi tách làm gì cả. Tách làm gì cho đầu chọn một phát. Chọn vào đâu? Compo Path, chọn vào Ctrl 8. Thì lúc này sau khi đã trở thành một tí cái công cụ còn lại này, chúng ta chỉ việc làm sao kiếm một cái hình ảnh thật là đẹp, thiết kế chuẩn chỉnh. Nhìn ạ. Cho xuống dưới tất cả, chọn đối tượng 2 và Ctrl số. Nhìn nhỉ? Nếu trong trường hợp mà các bạn ấn này, Ctrl số 7 nó không vào. Nhìn nhỉ? Thì người ta phải có một nguyên tắc là ấn Alt Shift một lần. Sau đó thì bạn lại trở về định dạng mặt định ban đầu, Ctrl số 7 như này chắc chắn được. Đấy, chỉ đơn giản như vậy thôi. Thì đấy là cái chiêu thức mà chúng ta có thể phá vỡ một số cái hiệu ứng ấy. Có nhiều người bảo là em thích như này. Đấy, mà cái ảnh nó bị thiếu. Đấy thì hôm trước tôi đã có chia sẻ cho bạn rồi. Đó là bạn gì? Bạn dùng phím Alt, bạn có thể copy sang bên này một tí và dùng phím O lật đối xứng lại, đúng không? Và tất nhiên bên này thì bạn nên kéo dài ra để nó mất cái mặt đi. Đây, thì chính là cái giá trị mà. Thấy chưa? Một cái banner bạn muốn làm được rất dễ. Chúng ta có hiểu không đã? Đúng không? Nếu mà chúng ta hiểu thì cái gì cũng làm được. Em hiểu không? Kể cả thậm chí em vẽ phối cảnh 3D ở trên Inux vẫn được mà. Nhưng em có thật sự hiểu không đó? Đúng không? Đấy thì sau khi mà em làm xong thì đây là một mô típ mà bố cục khá là đẹp. Nó khá là khó và nó khá là nặng.
Đấy thì khi nắm tốt cái này thì các bạn sẽ làm được những cái thứ khác. Tất nhiên chiêu thức thì người ta có thể để ghi thì trông nó sẽ rất là nhẹ nhàng, nhìn chưa? Nó tùy theo sắc độ và tông màu của bàn tròn. Nếu mà bạn chọn đúng tông màu thì bạn yên tâm đi, chắc chắn hình sẽ đẹp nha. Và đi cái công cụ hình vuông tôi đã đi qua cho các bạn rồi, và các bạn đã dính rất là nhiều những cái chuyện rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chọn sang công cụ hình tròn, MVD, hình tròn. Thì các công cụ hình tròn nó chính là cái hình này thôi, à, hình vo góc. Các bạn có nhìn hình vo góc ạ? Hình vo góc dùng giống như hình gì? Dùng giống như hình vuông, nhưng nó khác một chút xíu là nó tự vẽ là phát nó có vo góc luôn. Hình vuông là phải đánh thông số ở phần shape đúng không ạ? Cái này thì em vẽ ra như này, đồng thời vì em ấn nút lên trên thì nó tăng số vo góc, ấn nút xuống dưới giảm độ vo góc, lại trở về hình gì? Có hiểu này không nữa? Nhưng giữ chuột nhá. Đấy thì bản chất của hình này giống hệt như hình vuông. Đấy bạn chỉ đơn giản là cách vẽ như vậy thôi á. Tí tôi sẽ đưa cho một số bài tập và các bạn tự làm. Và tiếp theo chúng ta sẽ chọn vào cái hình tròn. Riêng đến hình này tôi phải ngồi dừng lại một chút xíu để tôi nói cho bạn biết, để tôi nhấn mạnh lại một lần nữa là nếu nói về thiết kế về đường cong đơn thì hình tròn là vô địch. Tôi nói cho bạn biết nhé, để sau này khi mà dùng hình đường cong đơn ấy, bạn phải dùng chiêu này cho tôi. Không thằng nào vượt qua được hình tròn nhá, kể cả pen luôn. Pen không bao giờ làm căng được như hình tròn được. Nên là đối với đường cong đơn, ví dụ em có thể tạo ra bố cục như này này, có nhiều người tạo pen đấy, nhìn chưa? Thì có phải tôi vẽ ra một cái hình như này không ạ? Tôi sẽ làm trong cái biểu tượng đó là cắt dao. Cái hình nghĩa là gì? Ctrl C, Ctrl F, tôi chọn đối tượng 2 và tôi giữ Shift F7. Thì lúc này tôi cắt dao, tự khắc nó sẽ tạo ra miếng này. Đúng chưa? Cũng tương tự như vậy, tôi lại dùng đường cong đơn, tôi vẽ tiếp như này và tôi dùng phím cách tôi đẩy như này. Các bạn nhìn nha, cách vẽ nó rất là nhanh, một phát ăn ngay. Cũng tương tự như vậy, tôi chọn Ctrl C, Ctrl F, tôi chọn đối tượng 2 và cắt dao. Tiếp theo thì cái này sẽ là 50 độ. Nhìn chưa? Tự to vừa nhỏ luôn, đẹp thẳng luôn. Sau đó bạn lại chọn tiếp theo một cái giá trị nữa, chọn vào đây cho tôi. Nhìn không ạ? Và chúng ta lại chọn vào đâu ạ? À ok, Ctrl C, Ctrl F, chọn đối tượng 2 và chúng ta lại cắt dao. Thì có phải cái đối tượng này sẽ là 30? Em nhìn nhá, vậy cái hình này chính là đường cong. Nhưng cái đường cong này rất là tốt, nó rất là trơn tru. Em dùng một pen đôi lúc nào bị võng lên chỗ này một tí, lại có gì võng xuống dưới một tí nên là nó không đẹp. Nhưng nếu mà nói về đường cong dạng phức tạp thì pen là vô địch, không thằng nào vượt qua thằng ấy được. Nên là mỗi một trường hợp bạn hãy chọn cho nó một phương pháp. Ví dụ em làm thiết kế sô cô la tôi chọn là pen. Nhưng nếu mà em chọn về phương thức này, em thiết kế một cái logo rồi theo kiểu phong cách của hình tròn thì tôi sẽ chọn phương thức đó là hình tròn để nó dễ hơn. Logo hình tròn mình dùng hình tròn. Làm sô cô la thì tôi dạng uốn lượn thì nó sẽ hợp với tính chất của bản chất cái đấy. Hiểu cái này chưa ta? À, nếu mà còn xét về cấp độ gâm đi thì cái người mà thuộc hành kim thì người ta sẽ dùng đường cong. Còn nếu mà người dùng lợn sóng thì là thuộc hành thủy. Đấy là một trong những lý do mà tại sao mà chúng ta ốp người ta bằng theo một cách phương diện là nếu mà không khoa học thì mình phải ốp theo giá trị tâm linh. Tại sao thế? Ví dụ đường cong này, một thằng nó mệnh kim nó bảo em không, cái này anh không thích kiểu này, anh phải thích khỏe khỏe. Anh ơi, nhưng mà anh là mệnh kim, em phải thích cái đường cong cho anh bởi vì đây là hành kim. Nếu mà anh chọn đường khác, em nói thật cho em biết, em có thể làm được cho anh. Nhưng sau này ví dụ làm ăn của anh có vấn đề trục trặc cái gì đó thì anh cũng đừng trách em. Thế thôi. Còn trên phương diện này em luôn luôn là người thiết kế và luôn luôn mong mỏi cho anh là người tốt nhất có thể. Nhá, tôi mong muốn nhá. Đấy là câu chuyện của mình chỉ nói một câu vậy thôi. À, người ta lúc đấy cũng có thể gạt qua bảo không, em cứ thiết kế gì không quan trọng việc đấy đâu. Nhưng mà anh nói thật cho em biết, trong tâm khảm người ta in vào trong đầu là đã có một thằng nó nói là nếu trường hợp nào bị mà trên cái cuộc sống lúc nào chẳng có đoạn nó xuôi trở mát mái, nhưng có những đoạn thì lại rất là khó khăn. Mà đoạn khó khăn này người ta hay nghĩ, nó nghĩ đủ cho mà. Lúc khó khăn bắt đầu nghĩ không biết tại sao mình lại dạo này làm ăn chán thế nhỉ, hay là lý do tại sao. Đấy bắt đầu tự nhiên vô tình lại có một thằng nó gọi điện đến lại chính là mình. Anh ơi, tình hình dạo này làm ăn thế nào? Ừ, tự nhiên là nhớ lại hồi xưa mày nói với tao một câu như thế, đôi lúc cũng chột dạ, đúng không? Gieo đấy, đấy là một trong hình thức. Còn tất nhiên tôi sẽ có cách chốt khác, nhưng mà mình là một người đi làm thiết kế thì phải luôn luôn dạy cho người khách hàng của mình biết thế nào gọi là một chút xíu về thiết kế, bởi vì sau này nó sẽ là người bảo vệ cho mình. Hiểu cái này chưa? Ok, vậy thì bạn hiểu đường cong đơn này chưa? Tất nhiên đường cong còn làm ra rất nhiều trò nữa. Đây, tôi sẽ cho bạn xem.
Cantuno. Chúng ta sẽ chọn đến tất nhiên cái số lượng bài tập thì nó phải đi liền với cái giá trị các bạn. Đây là hình vuông. Đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu để hình cơ bản. Tất nhiên tôi sẽ cho bạn xem và tất nhiên bạn cũng phải làm. Có làm thì mới khác, chứ còn chả bao giờ làm thì cũng chỉ thế thôi. Anh có dạy, anh cũng không giấu gì bạn, mà anh dạy một cái lớp trường mở. Các bạn mới là gọi là khủng bố về bài cho anh. Có nghĩa là bài tập khủng khiếp luôn ấy. Đây. À, với cái giá trị mà hình mà hôm trước anh em đã là đây là đường cong, hình em nhìn đây là hình tròn chưa? Ok. Nhìn chưa? Rồi tiếp theo, các bạn có nhìn thấy hình này không ạ? Hình tròn đấy. Làm nào để làm ra được cái này? Thì bây giờ tôi vẽ cho bạn xem. Tôi copy cái này xuống dưới một tí. Được chưa? Trong quy trình khi vẽ thì các bạn rất là dễ dàng thôi. Vẽ nhảy cho tôi. Chọn màu trắng. Vẽ nhảy cho tôi. Vẽ này. Vẽ mây. Rất là nhiều bọn bây giờ đang dùng phong cách này. Tuổi tin dùng phong cách này phết đấy. Đấy, nhìn nhỉ. Và sau đó tôi vẽ này cho kín đi. Được chưa? Sau khi đã làm xong toàn bộ tất cả những giá trị kín đấy là tôi sẽ copy, tôi quét qua tất cả. Tôi gắn lại thành một. Nhìn thành một chưa? Và sau khi thành một rồi thì tôi sẽ ấn vào Ctrl C, Ctrl F và chọn đối tượng 2. Xong rồi đấy. Bây giờ thích đổ màu cam, màu vàng tùy em. Thành mây rồi. Dễ chưa? Tôi tập cho bạn biết là tôi làm nói thật với em tính bằng phút. Nhá. Làm này cực kỳ tốc độ luôn. Chứ chưa nói là nếu mà anh mà còn chuẩn bị sẵn rồi thì còn nhanh nữa. Tôi chỉ cần bật ra phát ấn nút xong. Đúng không? Thì bật ra rõ ràng có sẵn rồi thì cần gì phải làm nữa, đúng không em? Mà tất nhiên là khi mà tính thì cái này là anh vẽ chưa tính. Bởi vì cái đường cao này nó sẽ, em nhìn này, chỗ này nó chưa thích lắm, nó bị hơi ngang ngang. Anh nhận là phải có cái to, xong rồi có cái nhỏ, xong rồi có to. Cái bọn này là bọn Vespa đã làm rồi. Phong cách của Vespa. Tôi đã từng xem cái này rồi mà. Cái này là phong cách của Skype. Nha. Có nghĩa là mình là dân thiết kế mà, đi đâu mình phải để ý. Có những cái thứ rất là nhỏ nhặt nhưng mình để ý lại thì sau này mình có kiến thức nói cực kỳ kinh. Nha. Ví dụ đã bao giờ mình vào một cái quán ăn mình đo cái bao tăm người ta ăn là kích thước dài bao nhiêu chưa? Chả giờ đâu. Đúng không? Nhưng mà khi mà tôi đã có anh ơi, bao tăm nó bình thường nó dài như này. Ví dụ thế, mình nói về nhận diện thương hiệu nhà hàng có thẻ VIP, rồi có bao tăm, rồi có bao đũa, rồi có khăn ướt. Đấy, ví dụ như thế đấy. Mà bao tăm anh biết không? Bình thường người ta chỉ dài là mày, chứ anh không thể dài hơn được. Mà kích thước như này nó như nào nhào đấy thì em nói người ta thấy bảo ui thằng này sao nhiều kinh nghiệm thế. Đúng không em? Mà rõ ràng chỉ một lần mình đi đo. Đấy, xong chưa? Rồi, hình tròn nhá. Tiếp theo, trong giá trị về hình vuông góc nó có một cái nữa là cho các bạn, đó là cái này. Các bạn nhìn này chưa? À, tại sao là cái này? Bởi vì là khi mà chúng ta chọn một cái hình chữ nhật. Đây. Các bạn nhìn này, khi tôi dùng hình vuông góc. Tôi vẽ nhảy được không ạ? Và tôi ấn nút lên trên tất cả thì tự khắc nó sẽ vuông góc nhảy. Đó, một thẳng. À, có nhiều bạn thì khi mà phóng to ra thì có to có nhỏ nhá. Đây là tôi sẽ làm sơ bộ cho bạn xem. Ctrl G. Chọn đối tượng này xuống. Cầm cái này xoay góc đã. Nó chính là cái mà tôi vừa cho bạn xem đây. Và lúc này chúng ta sẽ chơi một trò như sau là trò chọn ăn group. Nào, Ctrl C, Ctrl F chọn đối tượng 1, cắt dao một thẳng. Ctrl C, Ctrl F chọn cắt dao hai thẳng. Và Ctrl C, Ctrl F cắt dao ba thằng. Thế là có bố cục rồi đấy. Cái này có thể nhét ảnh được vào. Và tất nhiên nó tạo ra cái này. Như bạn thấy là cái này tôi tính toán bao giờ nó cũng khá. Và em có nhìn đây là hình vuông. Và đây có em có thấy là vẫn là cái hình đấy nhưng chúng ta vẽ con nét. Và nó có phải dùng ở chế độ hòa trộn overlay không ạ? Đấy, thế thôi. Đã xong. Tất nhiên nó còn nhiều bài nữa khác nữa. Đây là hình tròn. Nhìn không? Đấy, có thể như vậy. Cái này có thể là hình tròn. Cái này có thể hình tròn. Cái này có thể là hình tròn. Hình vuông ngọn đấy. Nhìn này chưa? Rồi tiếp theo. Căn cho nó tiếp. Tôi sẽ bật cho bạn mấy bài luôn. Hình. Hình. Đây. Hình cơ bản.
Đây em gì này, bố cục hình tròn, bố cục hình tròn, bố cục hình tròn. Ok, bỏ qua này, căn cho nó tiếp. Hình, hình cơ bản nó có nhiều bài lắm, tại vì thực ra là anh cũng không. Đấy, còn lâu. Em nhìn cái này có phải là hình vo góc không? Một tháng nhá, bây giờ không phải là đồ ăn nữa mà là nhảy. Thì khi đến cái phần này thì các bạn nhớ một điều rằng khi thiết kế cho một cái bìa của catalog, cho một cái ngành về kiến trúc và nội thất, thì cái ảnh đầu tiên là ảnh tổng quan, các bạn phải cho to ra. Và người ta phải trích đoạn những cái nội thất bên trong có sang trọng không thì người ta mua cái nhà này. Bởi vì tôi muốn bán nhà này mà, đúng không em? Nhà này ngoài đẹp vào trong xấu điên, bố trí không hợp lý, còn lâu tôi mới mua, đúng không? Và tôi phải thuận tiện cho cái việc mà học việc, việc làm việc của tôi. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Nên tại sao khi người ta bán những cái chung cư thì người ta hay cho một cái phối cảnh chung cư rất là đẹp, sau đó này ở đây nó có bệnh viện, ở đây có gì, có siêu thị, ở đây có khu vui chơi và khu vui giải trí. Hoặc là người ta sẽ đưa ra các vị trí là từ đây đi đến trường là 1 km, đi đến Big C là 1 km, đi đến Royal City là 0,5 m, thì người ta mới thấy rằng đấy là địa điểm vàng. Bởi vì người ta sống không phải là cái vấn đề là tôi chọn cái chỗ xa đi, sau đó tôi mua một cái ô tô, sau đó tôi đi từ ngày nào tôi đi xin lỗi bạn bạn chết trước nhá. Bởi vì sao? Giờ tắc đường em sẽ chết luôn, hiểu chưa? Và phần thứ hai là khi mà em chọn ấy, em chọn cho con ấy. Bởi vì gần những khu trung tâm thì con cái học và rộng tốt hơn. Chứ nhiều người bảo ôi cứ về cho về trường làng nó học tốt lắm, nó không phải chạy đua vũ trang. Em ơi, thật sự là giỏi ở làng ấy chỉ bằng cái thằng đứa học bình thường trên thành phố thôi. Anh nói thật cho em biết thôi, những cái thằng mà gọi là kỳ cựu, gọi là có số má nhá, ở quê đi nhá, thì nói thật với em, nó muốn giỏi đấy, kiểu gì cũng phải ngóc ngóc lên trên đây học oách đấy. Đấy thì em phải nhớ một điều rằng cái tỷ lệ mình phải cho con mình va chạm rất nhiều cái, nên là cái việc bán một cái sản phẩm em phải nghiên cứu thị trường. Tại sao lại thế? Tại sao lại hay đặt vào gần trường học thế? Tại sao khu chung cư nào gần trường học thì lại bán đắt thế, đúng không em? Có lý do. Đưa đón con tiện, thế là tiện quá gì nữa. Ăn uống ra siêu thị ngay, tức là bệnh viện ốm đau phát có bệnh viện luôn, không phải sợ gì hết, đúng không em? Còn chưa nói là người nào mà ở nhà lại còn gần công an lại còn tốt. Đợi anh tí. Alo, anh nghe đây. Cái ngành nghề mà chúng ta học mỹ thuật ấy là vẽ con gái cởi chuồng ấy, thường xuyên. Hồ sơ tôi thì vẽ rồi, tôi được lắp rồi, các bạn hiểu chưa? Tôi học điêu khắc mà, thấy bình thường chả gì thú vị. Đấy, thì đây anh nói với em là cái cách mà người ta chọn lựa những hình ảnh để mà chúng ta quảng cáo làm sao cho nó đẹp, thì các bạn lưu ý cho tôi cái này một tí. Cũng tương tự như vậy, Cantona anh có nhiều bài lắm. Hình cơ bản, hình tròn này, thì em nhìn này, đúng thuộc tính hình tròn. Cho em xem cái bài mất ảnh. Trời ơi, cờ lâu đây. Đây là cũng là bố cục hình tròn. Đây cũng là bố cục hình tròn, nhưng cái này nhét ảnh vào nhá. Và đây cũng là bố cục hình tròn, nhìn chưa? Đây cũng là bố cục hình tròn. Và đây cũng là bố cục hình tròn, và cuối cùng đây là bố cục hình tròn. Standy cho Vespa. Em có thấy là đang chéo nhau các kiểu không ạ? Và tiếp theo đây cũng là bố cục hình tròn. Vừa rồi anh thấy em có thấy là anh làm đám mây không? Anh tận dụng anh nhét đồng hồ vào. Rồi tiếp theo anh sẽ chọn vào các hình cắt nhau. Và tiếp theo là cái này đúng không? Tiếp theo. Rồi ok. Hình vo góc. Đấy, hình như anh có bài hình vo góc. Thế thì mọi người đây. Em có thấy đây là hình vo góc ạ? Em nhìn này, đây là mô típ của một cái giày. Em biết đây là dây giày ạ. Anh chỉ lấy một mảng này, chỗ này anh sẽ đặt một thằng này. Đây là thằng này gọi là ngoài khung, còn ông này gọi là trong khung. Ông này to và ông này nhỏ. Vậy thì ở đây em nhìn thấy đây là nét tròn, đây là nét tròn, đây là vo góc này. Nhìn chưa, vẽ hình tròn bên trong, đặt chữ vào đây. Đây là hình tròn, đây là hình tròn. Đây chưa nói, nhưng mà em nhìn này, đây là hình vo góc. Nhìn dễ chịu không? Cũng là mô típ mà mình làm, nhưng mà em phải làm cho dễ chịu một chút xíu là được. Đồ ăn các bạn có thể làm banner kiểu này mà, đúng không em? Control O. Hình anh sẽ chọn vào mấy cái hình nữa. Rồi, hình hết rồi.
Cái này bỏ qua. Cái này cũ rồi. Đây. Vậy thì em hiểu cái hình mà chúng ta đã đi qua, đó là cái hình hình tròn, hình vuông rồi. Bây giờ chúng ta hình sang hình polygon. Em ghi đi hình polygon. Sau đó làm bài tập cho anh và gửi bài tập về cho anh là được rồi. Đối với cái hình polygon thì người ta có một cái tính năng rất là hay. Ví dụ em vẽ nhảy đúng không ạ? Trong quá trình khi làm em có thể ấn nút lên trên là tăng số cạnh, và ấn nút xuống dưới là giữ cạnh, và giảm nhất nó chính là hình tam tam giác. Nhìn này chưa? Và bạn có biết là cái hôm trước anh em mình dạy nhau bằng cái hình hình vuông không ạ? Thì khi cái hình vuông ấy nó có một tính năng, nó có bốn cạnh nên, và nó biến thành bông hoa bốn cạnh. Vậy thì cái hình này tôi có thể biến thành bông hoa nhiều cạnh không ạ? Ok, vậy thì chắc chắn là cái này là nó là hình hình mà chúng ta có thể làm nhảy. Đó, bạn có nhìn thấy tôi có nhiều cạnh chưa? Đấy, có thể nhiều cạnh hơn nữa nếu em thích. Nhìn này. Đây, nhiều cạnh chưa? Rất là tròn thôi. Thì mỗi một cạnh đấy người ta tương ứng với một cái giá trị. Nhìn chưa? Các em có đồng ý với anh là đây là một đối tượng mang hiệu ứng ạ? Thì chính vì vậy người ta chọn vào object, người ta chọn vào pattern. Và người ta sẽ biến một đối tượng thành đối tượng thường. Và lúc này chúng ta sẽ chia thành cái này làm hai, bởi vì cái này có nét, bởi vì anh chưa làm mất nét của nó đi. Nhìn chưa? À, sau khi làm xong thì các bạn đồng ý với tôi là tôi sẽ có đối tượng này, tôi kéo sang đây và tôi cắt giao giữa 1 và 2 được không? Thì có phải là thay cho việc là chúng ta làm hình tròn, nhưng mà bây giờ hình tròn này có hoa văn. Kiểu cái này làm cho kem kiếp, sinh nhật sinh nhất các thứ này, cái này rất là tốt không? Ctrl C, Ctrl F, tôi chọn đây và Shift F7. Chúng ta cắt giao. Thì có phải là cái này chính là cái hình mà chúng ta làm. Cho ảnh chụp vào được đấy. Hiểu cái này chưa đã? Vậy thì nó cũng chỉ là cái cách mà chúng ta biến đổi thôi để cho nó đẹp hơn. Vậy thì cái bố của polygon, vậy cái polygon người ta có thể làm được cái gì? À, nó có thể tự xếp. Đây polygon này ạ. Cái hình polygon của chúng ta đây. Đây em nhìn này. Bây giờ cái đời mới này có một cái rất là sướng. Em nhìn này chưa? Cái này nó có một cái hay ở chỗ là em nhìn cái điểm chốt chưa, nó tự làm nó vo góc của cái hình này. À, vậy thì rất là đẹp rồi đúng không ạ? À, sau khi đã làm xong thì chúng ta sẽ làm gì ạ? À, chúng ta bắt đầu những cái chơi tròn là chúng ta xếp hình. Các bạn đồng ý với tôi như này ạ. Và xếp hình xong rồi dùng Ctrl 8 không ạ? Còn nhớ cái Ctrl 8 em ơi. Đây đấy, thì có phải nó đã ra cái hình này không ạ? Hình này chưa? Hiểu cái này chưa đã? Cho gọn xe vào nha em nhá. Nhìn này, vậy thì người ta có thể làm ra những cái hình như thế này. Và cũng có thể là người ta sẽ làm ra một số cái hình khác nữa. Ví dụ chúng ta chọn vào cái Ctrl O, chúng ta chọn vào H. Hình tròn, hình vo góc đây rồi. Đây du lịch Đà Nẵng này. Em nhìn chưa? Người ta có thể xếp và thay cho việc người ta làm hình tròn đúng không ạ? Thì bây giờ người ta xếp lại để cắt giáo. Là cho hình này chui vào được không? Hiểu chưa? Hình vo góc người ta làm ra rất là nhiều thể loại khác nhau. Với cái thể loại hình này, bởi vì vốn dĩ bản thân của thằng này rất là tốt rồi, bởi vì nó có tính kết cấu. Em biết tính kết cấu, có nghĩa là nó xếp lại tạo hình quả bóng. Nhá. À, cũng tương tự như vậy thì chúng ta sẽ chọn cũng như ngôi sao thôi. Ngôi sao thì các bạn biết rồi, đó là ngôi sao như này. Thì ở đây người ta có một cái tính năng là bạn vẽ ở đây. Nhìn nhá, bạn ấn nút lên trên thì sẽ làm sao? Tăng số cạnh. Ấn nút xuống dưới giảm số cạnh. Thì cái này nó liên quan đến các siêu thị Big C, người ta hay làm chương trình giảm giá 30%. Người ta cho số 30% ở đây. Ví dụ tôi đặt màu cam, đặt 30% đây, giảm giá cho tôi. Hiểu cái này chưa? Và cái này có thể cắt giao với hình không? Vậy thì nhưng khi cắt giao hình thì cái này nó có một cái rất dở, bởi vì cái cạnh của nó bị sâu quá, nó không đẹp đúng không? Thì người ta chỉ có một cái lưu ý cho đối với cái hình ngôi sao, đó là giữ Ctrl em đẩy vào trong chỉ là cạnh nông và sâu. Em có nhìn không? Như này thì em tha hồ mà chọn cạnh đúng không em? Giữ Ctrl đẩy vào trong này, em có thấy là anh đồng ý là anh sẽ chọn một cái biểu tượng này và cắt giao được không? Cắt giao nha, ngoài biểu tượng new mới rồi giảm giá bao nhiêu phần trăm thì cái này có thể cắt giao tạo ra một bố cục mới với hình gì ạ?
Có đúng nhỉ không em? Nào. Ctrl C, Ctrl F chọn vào. Nào, 1 2 giữ shift F7 thì các bạn có thấy là chúng ta sẽ cắt dao nhà không? Lại tạo ra một khung hình mới để thiết kế. Nhìn chưa? Đấy, có nghĩa là đây là cái hình ngôi sao. Những cái hình ngôi sao là người ta làm cho huân chương huy hiệu. Em biết huân chương huy hiệu ạ? À, huân chương huy hiệu là gì? Em biết huy hiệu đoàn chưa? Rồi đại học an ninh chưa? Vẽ ngôi sao, tôi đố bạn vẽ ngôi sao chính xác được đấy. Nếu bạn đã điều chỉnh rồi thì ở đây này. Các bạn nhìn này, nó có một cái trường hợp mà tôi lưu ý cho bạn. Ví dụ tôi giảm độ đi. Các bạn thu nhỏ vào trong. Next này. Đấy, em có thấy ngôi sao bị béo. Thì người ta có một nguyên tắc là trong quy trình ghi vẽ, bạn giữ phím an cho tôi thì ngôi sao trở về định dạng mặc định. Em thấy nhỉ? Các cạnh nó sẽ chéo nhau. Nhìn nó bung ra thì nó bị béo đúng không? Thì em có thấy cái cạnh này đáng nhẽ nó phải thẳng cái cạnh này đúng không em? Thì bây giờ nó có thẳng đâu, mà vẽ ngôi sao này chắc chắn sai. Thì người ta vẽ này, người ta giữ phím an. Hiểu cái này chưa? Nào các bạn có hiểu cái này không ạ? Rồi, tiếp theo, vậy thì cái ngôi sao nó còn làm ra cái gì nữa? Để nhấn cho sản phẩm về liên quan đến trang sức, liên quan đến kem đánh răng, liên quan đến đồ inox, thì người ta hay làm ngôi sao phát sáng. Em biết ngôi sao phát sáng không ạ? Và tôi sẽ thử làm cho ngôi sao phát sáng cho bạn xem một cái. Ví dụ đây. Lúc này tôi sẽ vẽ một ngôi sao như sau, có chỉ có 4 cạnh thôi. Và tôi giữ phím Ctrl, tôi đẩy vào trong thì cái ngôi sao của tôi nó rất là nhỏ nhắn xinh xắn này. Và tương đương với cái giá trị đó là màu trắng. Các bạn nhìn màu trắng chưa? Rồi, tôi chọn cái thứ hai là Ctrl C và Ctrl F và tôi xoay góc nó ra. Ok, và tôi thu nhỏ lại một tí nữa thì các bạn sẽ thấy là có được ngôi sao rồi. Tôi chọn 1, tôi chọn 2 và tôi hợp lại thành 1. Đồng ý không ạ? Rồi, các bạn nhìn này, Ctrl C và Ctrl B, biết Ctrl C, Ctrl B là gì không ạ? Rồi, xuống dưới thì bây giờ người ta dùng effect, người ta dùng blur, người ta dọn vào Gaussian blur. Thì em sẽ thấy một cái đối tượng ở dưới của anh nó bị nhòe ra. Nó rất là đơn giản nhẹ thôi. Nhìn chưa? Anh vẽ ngôi sao đâu, vẽ trần đó. Nó sẽ bị thô đấy. Và ấn ok. Thì lúc này sau khi đã có hai cái này thì tôi ấn vào Ctrl Y dài. Để tôi làm sao, tôi chọn vào đây. Nhìn chưa? Giữ shift tôi chọn vào đây. Tôi chọn vào đây. Đấy, được cái này rồi, Ctrl G. Ctrl Y dài. Được chưa? Thì lúc này em mới dùng chế độ hòa trộn. Nếu đặt vào đây chẳng hạn. Em nhìn chưa? Người ta đôi lúc người ta hay nhấn một số cái biểu tượng nhẹ. Em biết kem đánh răng nhỉ? Kem đánh răng hồi xưa hay có ngày ấy. Tất nhiên bạn thấy bình thường, nhưng mà đôi lúc chúng ta phải làm màu nó bằng cái những hình thức. Bởi vì sau này cái này có thể biến nó trở thành công cụ brush và bạn vẩy ra nó thành cũng ra được một đống. Ngôi sao có thể to nhỏ khác nhau rồi đó. Em hiểu cái này chưa đã? Vậy thì trong cái trường hợp ngôi sao nó sẽ tạo ra những hiệu ứng như thế. Ok. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn cái công cụ cuối cùng. Công cụ cũng chính là công cụ tạo ra mặt trời. Em nhìn chưa? Thì cái công cụ này nó có tính năng là mạnh nhất trên nền gradient. Nền bệt không có tác dụng mấy đâu nhá, trông nó không đẹp đâu. Và thứ hai, nó dành cho tác dụng là nhấn logo và nhấn sản phẩm. Có nghĩa là nếu em thích thành hai lúa thì đôi lúc mình sẽ dùng cái này. Em thấy là sẽ đi đến lúa ngay và người ta sẽ thích kiểu này nếu ở quê. Nhưng có một số người nó thật với em là chat. Có nghĩa là mình chốt đủ các kiểu ở trông nó thiết kế lịch sự lắm rồi cũng không thích. Thế ông làm quê cho mình biết. Thiết kế một phát trông cực kỳ là quê luôn. Thì ố đẹp, sao hay thế, giỏi thế, sao mày ông làm kiểu này đi. Đấy thì nó lại rất là dở như vậy đây. Nên chúng ta chọn này, cách làm thì em chỉ cần vẽ vào đây. Em nhìn nha, cái này đi ngôi sao này, nhìn nha. Xong cầm điểm này kéo xuống đây, hình tròn này, nhìn chưa? Đặt này, không phải có chủ định này. Cái vòng hình tròn này bao giờ nó nhỏ hơn vòng hình tròn này. Và nó không giờ nằm giữa tâm, mà nó phải nằm lệch này. Thì tự khắc cái vòng tròn này nó sẽ tự tạo to, nhỏ, vừa và to. Tôi nói cái này là có kiến thức nhá. Bạn làm, bạn cố gắng, bạn lưu tâm cho tôi cái này đi. Chứ không phải tôi đặt vu vơ đâu. Không phải tự nhiên ông Khánh ông cứ kéo bừa đâu. Không có chuyện đâu. Tôi được học cái này là từ hồi xưa ở trường. Là nguyên tắc hình tròn trong hình tròn là người ta ít. Ví dụ đặt ở giữa cũng được. Nhưng đặt lệch nó tốt hơn. Tôi đặt lệch, thế thôi. Và tất nhiên là tôi đã nói với bạn rồi, tôi dùng overlay để cho nó đẹp hơn chẳng hạn. Đấy, đấy là chắc. Em nhìn đây, sáng quắc này. Không có này nhá, bình thường. Nhìn chưa? Có sáng quắc lên, trông đẹp hơn. Tại sao làm? Đúng không? Mục tiêu của chúng ta là gì? Làm đẹp. Mục tiêu là gì? Làm bắt mắt. Có ông cứ nói ông bảo ông thiết cái đồ họa ăn tôi. Ừ, ông thiết cái đồ họa ăn tôi, nhưng ông chốt khách hàng bằng tôi không?
Tôi thiết kế cái gì người ta cũng ok. Còn mỗi tội là ông hì hà yục mãi mà không được một thằng. Thế mà có đến Tết Tây đúng không em? Rồi hiểu cái này chưa? Rồi ok, bây giờ thì các bạn luyện giúp tôi. Đó là tất cả những cái công cụ bằng hình vuông, tạo ra bố cục cho nó. Tất nhiên tôi cũng có đi sưu tầm về hình vuông. Đây, tôi cho bạn xem bố cục hình như thế. Đây, đấy nhỉ. Nói sách mách có trứng. Đây là bố cục về hình. Các bạn xem nhá. Đây là một trong những bố cục người ta dùng bằng hình tròn được. Đây bố cục hình tròn, người ta giao nhau giữa hai hình tròn. Nhìn chưa? Đây là một loại và cái này có thể lấy được. Và em có thấy cái này và cái này người ta dùng căn chân 8 không? Căn chân 8 này chui vào một thằng, nhưng mà em có thấy nó vẽ thêm miếng xanh nữa đè lên và dùng color. Còn nhớ cái color không ạ? Bạn nào chưa biết color, tại vì tôi nói đoạn này hơi mơ hồ đấy nhá. Nếu mà học đúng nghĩa thì các bạn sẽ làm được rồi. Biết color là chế độ hòa trộn và giữ lại nguyên khối của đối tượng và chỉ thay đổi màu sắc của đối tượng bên trong không? Không nhớ, nhìn lên bầu trời này không nhớ rồi. Nhìn này chưa? Để muốn thay được cái màu của thằng này thì em nhìn này. Ví dụ, tất nhiên tôi phải vẽ đúng bằng cái hình zig zag này chứ. Chả ai làm không zig zag cả. Đây, tôi vẽ cho bạn xem. Tôi vẽ hình vuông nhá. Nhìn chưa? Vừa rồi em có nhìn cái màu hơi xỉn xỉn như vừa rồi bên thằng kia. Ok, tôi chọn màu này được chưa? Tôi chọn giá trị hòa trộn color xong luôn. Nhìn chưa? Đây chính là thằng này đấy. Nhìn chưa? Sau này em thích đỏ vàng xanh tím đấy là việc của em, không phải việc của tôi. Nhìn chưa? Đấy, xong rồi nhá. Phần đấy tôi nói như vậy thôi, còn các bạn tự tạo vô cục. Tiếp theo, Lex. Anh Khánh hay vẽ những cái hình chấm chấm này. Tôi được học mà. Và tất nhiên là tôi nói cho bạn biết là tôi học ở trường lớp, tôi học ở mọi người, tôi học ở vô cục lung tung. Nhưng mà tôi thấy cái gì hay thì tôi lấy. Chứ không bảo thủ nha. Đấy là một ngày nào đó bạn thích cái đẹp của tôi, đến chuyện bình thường. Tôi rất là chúc mừng bạn nha. Nhưng mà em nhìn này, những cái hình tròn này, người ta tạo cảm giác không bị buồn đối với hình tròn. Bởi vì chỉ có thiết kế một cái hình này thì trông nó bị tĩnh. Em hiểu bị tĩnh chưa? Tạo sự động cho đối tượng. Ok, hình tròn. Nhìn này, nó có to nhỏ này. Tại sao nó phải có to vừa nhỏ? Em phải xem. Tại bọn nó cực kỳ nặng. Đây cũng là hình tròn, nhưng nó chia nhiều miếng được cái này. Cái này hơi khoai một tí. Nhưng nếu bạn nào có thực sự mà yêu thích thì ok, vẽ một cái hình tròn xong rồi đồ lại từng miếng này, xong rồi xoay theo trục thì tự khắc nó sẽ được toàn bộ này. Hiểu cái này nhá. Mình không vẽ mà tìm cách để vẽ được cái này thì mình sẽ đồ lại. Tự nhiên tôi có bố cục thôi. Đúng không? Next vào. Đây là bố cục hình tròn. Em nhìn nó đẹp chưa? Anh nhìn này. Hình thật và giả. Ít và nhiều. Màu và không màu. Nhìn không? Em thấy không? Nó dùng đều cũng nguyên tắc. Nhìn nhá. Em nhìn cái nét này có phải vừa rồi anh bảo em là đập này chưa? Đấy nhá. Vô tình để nói cho bạn phát vào đúng chỗ. Nhìn nhá, trình bày rất là khá là đẹp. Rồi, bỏ qua. Đây là bố cục hình tròn. Đi làm bố cục hình tròn mà không có bố cục hình tròn vất. Đây, hình tròn là kết hợp với cái gì? Ủa vô. Mỗi thôi môi và tự nhiên dành cho mỗi góc đó là chữ. Ừ, chết ai đâu, đừng tham nhá. Đặt chữ ngoài chế. Đặt nhà có phải sáng tạo không? Đúng chưa em? Mình phải thu nạp vào đầu cho mình là những cái thứ hay. Rất đẹp. Không cần chụp đẹp. Nếu thích thì tôi cóp chứ làm sao tôi phải khó khăn thế đâu. Cái này đâu có phải là bí mật gì đâu. Nhưng mà mọi người có thấy rằng là thằng ấy nó dùng hình rất là khôn. Cho hình chui vào nhưng mà cái bầu trời nó cắt riêng thì tự nhiên nó ăn liền với cái background ngoài. Nên nó có cảm giác cái hình tròn nó bị khuyết thiếu. Và nó đặt đúng chữ chỗ này. Nó được cái chỗ này, nó làm tốt chỗ này. Chỉ là đặt một hình tròn không mà đặt lên trên thì bình thường. Nhìn này, đặt đúng chỗ. Vậy nó chọn hình ảnh, cái hình bố cục này tôi rất thích này. Cái này xấu nhá, nhưng nó dù sao nó cũng đặt cái tỷ lệ đó là 1/3 hình tròn cắt từ đường cong. Chuyển xuống dưới em nhìn này, đây là ngoài trong khung và đây là ngoài khung, đây là mảng và đây là nét. Đây là ngoài khung đây em nhìn này, thuyền ở ngoài khung, ông này trong khung. Ông này mảng và ông này lại là nét này. Nhìn chưa?
Em thấy là tôi nói với em rất là nhiều thể loại này chưa? Cứ nói đi nói lại nhồi vào đầu cho nhớ đấy. Nói lần đích nhớ, nói nhiều lần nhớ ngay. Nhưng sau này làm về nghề chuyên gia là cái này luôn. Em nhìn nhá. Mảng nét chúng ta là vũ cục hình tròn. Nhìn này, cắt 1 phần 3 này. Nhìn nhá, rất đẹp. Dính vào rồi. Cái này tôi dạy rồi. Qua hệ thống mặt nạ, bạn vẽ một cái ảnh sau bạn cho cái ảnh nó mờ mờ là được. Đây cũng là vũ cục hình tròn. Đây là cách giải quyết thôi em ạ. Đây cũng là vũ cục hình tròn. Hình tròn. Hình tròn. Hình tròn. Tôi tìm rất là nhiều vũ cục hình tròn. Đấy, trong đây có cả hình tròn và hình vuông. Cái này cũng là cái mà hay dùng này. Cái này cũng là cái hay dùng này. Cái này bình thường. Cái này bình thường. Nhìn chưa? To vừa nhỏ bao giờ cũng rất là dễ chịu. Những cái này thì bố cùng vương đúng không em? Nách quà. Cái này khá hay. Em có nhìn thấy sự đan xen nhau, nó giao nhau tạo cái nào? Đây chính là phong cách của này. Nhìn nó có chất át hơn. Chất át hơn bởi vì những cái nét này nó để những cái mà chất át nó còn phải màu nhỉ. Em tạo tín hiệu đồ họa mà này. Mình không xem nhiều thì rất là đấy, đang có triển lãm. Hôm nay tôi cũng phải đi xem triển lãm ở trường. Cũng nhiều cái hay, các bạn các đồng chí đều vẽ hay cho phết đấy. Hình tròn. Hình tròn. Nếu ai đã copy thư viện ảnh của anh thì chắc chắn coi này. Tím ấy. Màu sắc chúng nó dùng rất đẹp nhá, em nhìn. Có những thằng nó chỉ vẽ màu đen thôi. Bọn nước ngoài hay dùng này, nhưng tôi nói thật cho biết nước ngoài dùng này thôi, Việt Nam dùng chết nhỉ. Có những thằng nó đích thích cái này đâu. Nhưng thực sự thời trang lại phải cực kỳ rạng sang. Xem dùng chiêu này cực kỳ tốt luôn. Tôi đảm bảo chắc chắn thích. Nhưng vốn dĩ là cái thị yếu của con người nó không phải nằm ở tầm đấy. Bạn đưa ra một tín hiệu, người ta phải cảm giác người ta nuốt được cái tín hiệu của bạn. Chị đưa tín hiệu nó to quá, đích nuốt được thôi. Chồng mày xấu điên. Đúng không em? Làm đơn giản mà đẹp là cực kỳ khó. Tôi nói cho bạn biết luôn. Và đạt đến trình độ đồ họa cao nhất ấy, là đồ họa đơn giản ấy. Tại đây. Tại sao có những cái thằng này em nhìn cũng chỉ là có phải là chui vào hình căn chun 8 không? Vẽ hình tròn, vẽ hình tròn là căn chun 8 vào thì có phải là cho hình chui vào nên nó được cả hai mà. Chữ tôi đặt giữa. Biết căn chun 8 chưa? Đấy, nói nhờ. Đấy. Ok, đây là bố cục hình. Đấy, bạn nào thích thì bạn sẽ copy cho tôi nhá. Bạn để dừng ở đây.